Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn là tô màu những bức tranh, bức vẽ tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Đấy, cái định vị cái hôm tao để tiền mặt 1 triệu đấy, nếu sao giờ có 100 đời đủ. Ô, cái định mày để hôm nay chặt cái định cực mạnh à. Thì mua ví đi. Không có ví, không thích mua, cái đó không mua ví đâu. Bây giờ anh chưa mua ví. Tao mua tao một cái này. Mua ví. Giáo thích mua, giáo thích. Mua ví cầm thì nó mới thích. Kệ thích thì kệ về. Mưa mặt. Nó ngứa đi, kiểu gì phải mua. Mấy giờ nhỉ? 8 giờ bà. Mẹ anh tưởng trưa mới đến thì có máy hết vé rồi. Vậy mẹ ai cho sớm. Địch mẹ nhà tao còn không biết. Vẻ ghét rồi. Bảo mày được ngay. À làm cái đấy rồi. Bắt tiền chứ bạn. Chiều rủ nó vào nhà mày chơi đi. Rồi. Chiều rủ chúng nó vào nhà mày chơi. Người ta tự gà chơi đi đâu. Mày làm gì bọn nó vào chơi. Rồi. Mày làm gì bọn nó vào chơi. Cứ vào nhà mày đi. Nhà tao có gì đâu. Nhà tao có gì đâu. Nhà mày có cá đấy. Cá hết từ lâu rồi nha. Đợi cho mày vào. Cứ cứng nghị đâu rồi. Vậy là mình tới tô màu xong rồi này. Ở đi, mày nhà tây có đồ ăn mà nhỉ. Tết thì nhà thằng nào chả có đồ ăn. Hay rồi chúng nó vào nhà Tây. Nhà Tây vừa làm cái sân đẹp phết. Vào lúc đéo là nhà được. Chỉ cần nói thích. Năm sau. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô vào cho con. Năm sau Tết ăn nhà thằng Tây mà. Ăn tất niên á. Tất niên xong ăn nhà thằng Tây. Tây như bảo thế. Địch mẹ nó mà. Giống nó mà chơi gì. Nó mà trốn thì địch mẹ giết luôn. Nhưng mà chắc ít đứa nhà biết nhà Tây lắm. Chả biết bọn thằng Lập nó biết nhà Tây không. Còn gì giao đéo đâu. Đọc dụ vào nhà. Dương béo em, địch mẹ đi suốt. Ai cũng biết suốt. Cái địch nhà nó nghe mặt đường đi. Đúng rồi, thằng bạch cóc luôn. Để ai cũng biết. Ai cũng quen cơ. Đúng rồi, nó đi học về đi khám xong. Luôn xí. Bắt đầu mình đi từ tối hôm qua. Đi mạnh cứ qua trường.
qua về số dưới bị à. Mày ra mình đi vào mày giờ mấy trăm mình nó giấy đâu dưới đè gì lo mõm nhưng còn giấy giấy cả chị mặt. Vậy là mình cho tôi một xong, nếu các bạn thấy hay cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.